Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp ha. Mình sẽ thực hiện hai món cùng một lúc. Đó là món bó sổ chay và canh bắp cải chay. Rồi. Bây giờ các bạn cùng xem nha. Đây là phần chén dầu mà hôm qua mình làm cái món hôm qua đó. Đó. Còn lại thì mình cho vô. Rồi, chúng ta sẽ khèo hành. Chúng ta khèo hành cho thơm thôi ha. Mình đừng có cho nó vàng. Rồi, đây là bó sổ nè. Mình đã cắt theo tùy ý của mình. Các bạn thích cắt kiểu nào thì mình cắt kiểu đó thôi. Đó, mình làm một lúc hai bếp luôn. Cho nên là hai cái nồi bên đây là canh, bên đây là bó sổ. Đó. Cho nên chúng ta làm phải rất là nhanh tay nha các bạn. Chứ không là không có kịp. Đó, trong khi chờ nấm rơm chín á, thì mình sẽ cho bó sổ vô. Rồi, nấm rơm chín thì chúng ta cho ra ngoài chén. Không cần cách tắt bếp đâu nha các bạn. Tắt mỡ thì mất công lắm. Rồi, chúng ta phải quay qua đổ đảo bó sổ. Rồi, trong khi chờ đợi cái nồi này nó không sợ bị cháy đâu nha các bạn, mình đi lấy nước nè. Chúng ta cho vào. À, đủ à, đủ để nấu canh ha. Chúng ta cho hai tô nước nhỏ vào. Đó, hai tô nước nhỏ. Rồi cái phần bỏ sổ này á phần bỏ sổ này á thì chúng ta sẽ cho nó săn lại ha. Rồi, trong quá trình mà chờ cái bó sổ này săn lại và cái phần nước sôi thì chúng ta sẽ chuẩn bị cho món bắp cải. Bắp cải thì mình sẽ rửa sạch trước. Xong rồi mình bẻ ra từng miếng. Ở những clip trước thì mình cũng hay bẻ cho các bạn xem rồi đó. Rồi, chúng ta đậy nắp cho nước mau sôi nha. Rồi, bây giờ khi mà chúng ta cho phần nước tương, nước mắm và gia vị vào á thì chúng ta sẽ tắt bếp các bạn nhớ nha, tắt bếp nha. Rồi, nước tương nè. 1 muỗng. 2 muỗng. 1 muỗng, 2 muỗng. Đó. Nước mắm lúc nào cũng chúng ta cũng cho nhiều hơn nước tương các bạn nhé. Nhớ là nước mắm cũng là nước mắm chay nha. Nước mắm chay, chay là để nước mắm dùng để ăn chay chứ phải nước mắm chay là nước mắm nằm trong chay nha các bạn. Rồi chúng ta cho đường vào nè. Bởi vì đây là món kho ha thì chúng ta kho cái món bó sổ chay này nè. À, các bạn mà cho nhiều nước, kho nhiều nước một chút á thì cái phần nước thì chúng ta chấm rau luộc nè cũng rất là ngon luôn đó, cho nên chúng ta cho nước nhiều vô.
là chúng ta đảo đều cho các phần đường này được thẩm thấu và tan ra bớt, rồi chúng ta mới bật bếp lại ha. Rồi bây giờ nồi nước cũng sắp sôi, bây giờ chúng ta chuẩn bị để nấu canh đây. Đó. Phần đậu hũ mình đã cũng đã cắt nhỏ, cắt vuông vuông như nè. Các bạn thích cắt như thế nào thì tùy thích thôi ha. Mình cho một chút muối vô để cho thấm đậu, thì khi mà mình ăn cái miếng đậu á nghe ngon hơn. Đó, chúng ta rửa sạch ha, rửa sạch từng tàu như vậy đó. Rồi chúng ta bẻ nha. Để mình bẻ xong thì mình cho các bạn xem. Mình thì thường là nếu mà cắt miếng to thì mình dùng dao, nhưng mà khi bẻ thì mình miếng nhỏ thì mình thường thấy bẻ hơn, chứ mình không có dùng dao cắt lớn. Đó, cái phần mà sơ sơ hồi nãy khi mình bẻ có phần sơ thì mình tước cái phần sơ đó ra. Đó các bạn thấy không? Miếng đậu đã sôi, nước đã sôi rồi đó. Chúng ta nấu đậu như vậy không có sợ là đậu bị mềm quá, chín quá đâu nha các bạn. Rồi mình đã bẻ xong rồi nè, cái phần cọng á cứng á, phần mà mé cái cọng cứng á chúng ta cho vô trước ha, tại phần này nó lâu chín hơn phần lá, nhưng chúng ta bỏ phần cọng vô trước chứ chúng ta đừng bỏ hết một lần. Rồi chúng ta có thể thêm nước vào sau khi nêm nếm nè. Đó, chúng ta nêm nếm thử coi có vừa miệng chúng ta chưa, thì chúng ta sẽ bỏ cho thêm nước ha, chứ không có bây giờ là chúng ta thêm nước nè, hay là cho thêm một chút đường nữa, chứ chúng ta đừng có bỏ một lúc vào thì hoặc là ngọt quá nè, hoặc là nhạt á, thì chúng ta có thể thêm nước tương, nước mắm, chứ mà ngọt quá thì rất là khó điều chỉnh. Đó, giờ chúng ta thêm nước. Nhớ nha, khi chúng ta thêm và gia vị vào á thì luôn luôn là chúng ta sẽ dùng đũa đảo đều để cho gia vị được thấm đều trở lại ha. Chúng ta đừng có để cho tự tan, lúc nào cũng vậy, chúng ta sẽ dùng đũa đảo nhẹ. Rồi bây giờ chúng ta cho tiêu vào.
Như vậy là xong cái nồi bó sổ kho rồi các bạn. Rất là thơm luôn đó. Cho nên ăn chay rất là ngon. Rồi bây giờ chúng ta sẽ múc ra chén và trang trí một chút hành lên trên mặt. Đây là phần gốc hành á, thì mình cho vào nồi luôn để cho thơm thêm các bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta múc ra nè. Bởi vì rất là nóng nha các bạn, chúng ta múc ra thì chúng ta để đặt lên một cái dĩa để không có bị phỏng cái tay nha. Rồi. Rồi chúng ta thêm vào một ít hành lá lên trên. Rồi chúng ta múc nước, nước đang sôi nè. Chúng ta để lên thì cái phần hành này cũng được chín ha. Chứ không là chúng ta không cho nước lên trên cái mặt hành đó thì đẹp, nhưng mà hành sẽ rất là hăng. Chúng ta tắt bếp đi. Vậy là xong một món kho rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra coi cái phần cọng chín chưa, thì chúng ta cho tiếp cái phần lá vào. Đó, phần lá mình bẻ nè. Chúng ta sẽ đảo nhẹ để phần cải chìm dưới nước nha các bạn. Như vậy thì cải mình mới ngon được. Bây giờ chúng ta sẽ nêm thêm một ít muối. Một chút bột nêm. Rồi các bạn nhớ nha, khi mà mình cho gia vị vào thì lúc nào chúng ta cũng sẽ dùng đũa để đảo nhẹ. Các bạn thích ăn canh đặc thì chúng ta nhiều đầy nước là được. Còn các bạn thích ăn lỏng á, thì chúng ta sẽ thêm nước vào ha. Nhớ là khi thêm nước vào thì chúng ta sẽ bật lửa lớn lên. Đó. Còn
mình còn ăn ít nước thì chúng ta như đây nước. Rồi cái phần nấm rơm lúc nãy mình đã khèo xong đó, mình cho ra chén, bây giờ mình cho ngược lên. Đây là cái phần nước khèo nấm rơm đó các bạn, mình tráng cái chén lại vào canh đó cho nó ngọt ha. Chúng ta cho nước sôi lên là chúng ta đã hoàn chỉnh rồi đó. Các bạn thấy nồi canh hấp dẫn không ạ? Đây là món canh bắp cải nấu với đậu hũ và nấm rơm ha. Các bạn có thể thay thế nhiều loại nấm khác nhau. Còn mình thì nói chung là mình cứ đi chợ thấy có nấm nào thì mình mua nấm đó thôi, không có cầu kỳ. Nấm rơm thì các bạn dễ mua hơn, bởi vì chợ lớn, chợ nhỏ, chợ nào cũng sẽ có nấm rơm hết á. Rồi chúng ta nêm nếm lại vừa ăn ha. Rồi tắt bếp. Rồi bây giờ mình sẽ múc ra tô ha. Những ngày Tết của mình á, thì mình cúng ông bà bằng những món chay, nhưng mình không có cúng mặn đó, cho nên bây giờ mình sẽ múc ra tô. Thì tương tự như hồi nãy mình nói á, rất là nóng cho nên chúng ta sẽ kê một cái đĩa ở phía dưới để cho không có bị phỏng cái tay của mình. Bây giờ mình nấu xong rồi thì mình dọn lên cúng ông bà đây. 3 ngày xuân đó, mình chỉ có 2 món như vậy thôi. Cũng là một món kho, một món canh. Mình ăn bao nhiêu thì mình lấy bấy nhiêu, chứ nấu bấy nhiêu, chứ mình nấu nhiều quá cho những ngày Tết, nhiều món quá, ăn không hết thì rất là phí. Bây giờ chúng ta thêm tiêu vào bên trên. Mình không cho hành ngò gì hết các bạn. Nếu mà các bạn muốn đẹp á, thì các bạn cho tiêu, cho nước á, lên cái phần thành tô á, các bạn cho xuống. Thôi cho một chút hành để cho nó đẹp. Còn các bạn mà muốn thích cho nước lên tiêu luôn để cho thơm thì các bạn chế lên như mình. Mình thì mình làm như vậy. Rồi vậy là xong một phần canh, nhìn cũng hấp dẫn các bạn ha. Rất hấp dẫn đúng không ạ? Nó ăn chay rất là ngon.
xong. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn vào những clip sau ha. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh cho mình nha. Đó là nguồn động lực để cho mình có thêm cái các bạn, nếu mà các bạn đăng ký được 1.000 sub á thì mình sẽ tách ra cái phần nấu ăn riêng, du lịch riêng, dạy tiếng Hoa riêng, dạy cách cơm riêng. Còn bây giờ mình chỉ có cái kênh chính này thôi. Rồi, chào tạm biệt các bạn.